Ai ơi, sinh nhật của mẹ con. Mày rằng mày biết rồi. Nè. Sinh nhật nhật ăn lỗ mắm ra trước. Lại lẩu mắm mà. Rồi. Rồi bà ngoại cầu. Cầu nguyện đây, cầu nguyện đây. Rồi vỗ tay lên chúc mừng ơi, chúc sinh nhật bà ngoại. Vậy hả? Cái một nữa con. Rồi. Con ai? Con. Vui quá. Trời ơi, kìa tặng quà kìa. Cháu tặng bà kìa. Mấy cái này nữa. Rồi, thôi mình nhập tiền đi. Hôm nay tiền sinh nhật của Hồng Mãi nè, nấu mắm nha. Ủa chút đâu? Đi rồi. Đi hả? Chút đâu? Nghĩ là rồi.